Xin chào mọi người nhá. Bây giờ mình đang đào hố mọi người ạ. Mình đào rất là sâu luôn. Hố này phải gần 1 mét đấy mọi người. Mình sẽ thử làm món đùi heo hấp dưới lòng đất mọi người. Không biết là có thành công không nữa. Chỉ sợ là không cháy được thôi. Đúng rồi, nó này không cháy đâu. Khó cháy lắm. Đây là to quá anh chảy ra. Giá phùn hết. Đấy. I was smart. I was smart. Đấy, ra chưa? Đầy rồi. Đầy rồi. Này có cháy được không này? Nhìn sợ không mà không cháy không? Đời, hay là cho bằng này được. Ở đây là một cái đùi heo mọi người ạ. Mình sẽ tẩm ớt vào. Tí mình cho vào đây hấp. Bảo đảm rất là ngon luôn mọi người. Hấp xong á. Ăn nữa đâu. Không. Đấy, tay anh rửa sạch rồi nhá. Tẩm gia vị vào đây. Ủa có gì bịt vào ấy nhỉ? Thì là chuối bịt vào nhỉ? Ờ đúng rồi, để bảo chuối bịt vào. Bỏ cái bịt bột vào. Đấy. Ướt này cay luôn. Ăn được cay không? Cay. Cay. Cay quá mọi người. Rồi cho ướt vào. Tí em cuốn bịt lá chuối vào. Đồ. Tí em để chấm. Cuốn ăn. Có sao khó nhỉ? Có quá mọi người. Đấy gói vào. Gói vào tí cho nó thơm mùi ớt. Không nó rơi ra ngoài hết. Đây, không cho nó thủng. Hey, what's up? Được đấy, được đấy. Có bị bột. Đấy. Cái này gói như là gói bánh chưng ấy nè. Thôi được rồi. Không rơi ra ngoài được. Ừ, sao mấy quả. Vừa lửa. Biết. Ui, nó chạm dưới rồi. Mùi nóng lắm mọi người à. Đấy, chuối đây ở trên. Ôi, chê xuống hết thế này. Đây. Lấp xuống. Để lấp đất vào. Không biết là bao nhiêu lâu chín. Chín thế này, ôi tí nữa khoai cháy hết rồi đấy. Vừa được chưa? Bóc rồi. Đéo chín rồi. Thì nó không bị gì lọt. Bây giờ thử bới ra xem nó chín chưa. Đây là xem nó chín. Ui, đất còn nóng này. Thấy chưa? Cào.
Để coi cái nắp đấy. Ui, ấm đấy nhỉ. Ui, nóng. Đúng rồi. Anh em mình bới ra xem nó chín rồi. Này, thấy cái nắp rồi. Ui, đất. Chết rồi, đất số rồi, các bạn. Ủa, cái này sao không nóng mấy nhỉ? Chết rồi, không chín là toang rồi các bạn. Thế mà không chín là chết đấy. Hồi hộp quá. Không có chín hay không nữa. Thế là không nóng mấy rồi. Các bạn ơi, mình rất là hồi hộp luôn. À. Hồi nóng ấy, còn nóng lắm đấy. Wow. Xem nó chín được. Không chín là chết tôi. Ôi, có mấy củ khoai kìa. Con đỏ này. What the hell. Ồ, mấy củ khoai còn đỏ. Sao nó không chín nhỉ. Lửa còn nóng mà. Lấy để xem chín được. Hay là cuốn này nó không chín nhỉ? Bỏ ra. Bây giờ bỏ ra không được. Thử xem. Đừng nói là không chín nhá. Ồ, vẫn còn đỏ. Chưa chín các bạn ạ. Bây phải thêm lửa. Xem củ khoai. Khoai đỏ. Thơm ấy. Đấy là câu thành công mừng rồi ạ. Bây giờ là mình nhóm lửa lại. Thế mình lại cho lên nướng tiếp. Tối chắc là tối mọi người. Ui khói quá. Tối rồi. Tối rồi. Tối nó làm mấy phê ạ. Các bạn ơi. Anh em ơi. Thì tối đèn xì ngỏm rồi. Nắp đâu? Mà con má nhảy. Nắp lên. Con má nhảy đéo hình như nó quay đâu. Bạn này không chín mới lạ. Vũ lên. Anh em chơi lên. Vũ. Ừ, bên trên sao? Đẩy lên trên là được. Ui dù. Đi các bạn. Đấy, bịt như thế à? Ừ, bịt nào. Nóng lên, nóng lên. Nóng lên. Không đọc quá đi. Bịt nó vào. Bây giờ là hung khói rồi. Hung khói. Cho thịt chín nha anh em ơi. Khỏi phải hung lửa. Ui, xin chào tất cả anh em. Các bạn ơi, rất nóng lắm đấy. Rất hơi ướt. Mà bây giờ nóng cực kỳ. Ui, bỏng tay. Nóng ngay, cẩn thận đấy. Và bình tĩnh, đừng có ngửi. Ui, đất xuống. Đừng để đất xuống này. Ui, thơm này, từ từ mở ra, từ từ đất này. Các bạn muốn bất ngờ nhá. Thơm đấy. Ui, mùi thơm đấy. Thơm lên luôn. Mở đi, mở đi, mở đi. Hai, mở ra luôn. Uống ba lần nhá. Uống ba lần. Ba. Wow! Vãng rồi, vãng rồi. Vãng lên được thật rồi. Lên. Cuối cùng thành công mọi người à. Lên. Rồi, vãng chưa? Đây lại. Ôi giời. Anh em. Bỏ cho lên. Ngán lên. Bây giờ tối rồi mọi người. Từ từ. Phủi cái này đi. Phủi đi. Đấy. Hai, phát này thành công. Thơm đấy. Bây giờ mới chín thật này. Này tôi có đây. Bây giờ chắc chắn 100% là chín luôn. Ôi, thử ăn đi. Thử em. Quả này rất là ngon luôn. Thử nhá. Thử nhá. Ăn đi. Mấy bạn.
Đây ăn đi. Mời các bạn. Ngon thế không? Ngon rồi đấy. Bây giờ mình sẽ chia ra các em ăn. Thơm đấy. Thơm đấy. À, hôm nay phải làm mà mất 2 lần mọi người ạ. Không chín được. Lần này nó chín đến luôn đấy. Đấy, để anh Thái ra mình nhỏ ăn thế luôn. Mình to ăn không được. Ừ, chắc rồi. Chắc nhỉ? Sao? Ừ. Nóng lắm. Mất ra từ sáng đến tối nhỉ. Bây giờ là 8 giờ rồi đấy. Mấy đứa may mai không đi học đấy. Không thì bố mẹ lại mắng cho. Ừ. Wow. Wow. Chín tới luôn. Ui. Chín tới luôn. Đấy này kê cắt. Cô bật đèn pin đi, thì thiếu ánh sáng đấy. Ui thơm đấy. Thơm đấy. Thơm đấy. Mất 2 lần làm. Ui, các bạn không biết bao nhiêu thời gian. Mất 2 lần đấy. Lần này chắc chắn thành công. Ui nóng ạ, thấy chưa, mấy thằng thấy chưa. Nóng hổi chưa. Từ sáng đến tối luôn. À. Bạn thử một miếng trước nha. Ăn miếng đất đắng cái bữa nãy anh tôi. Được. Mời mọi người nhá. Lấy dao về đây. Mời nhá. Mình da nó ngon đấy nhỉ. Mình da nó giòn đấy. Cay. Ngon. Công nhận là nó cay nhưng mà ngon. Cắt ra miếng nhỏ rồi mình thôi ăn sợ nuốt không được ấy. Dài ấy. Cắt ra miếng nhỏ thì mấy đứa ăn. Đấy, mình mới ăn cái này thôi. Miếng da. Ngon cái gì đây? Công nhận miếng da nó giòn nhỉ? Ừ, ăn rồi. Ngon rồi đấy. Đây, thử đi. Cái miếng to quá. Đây, ra. Ngon không? Ngon lắm các bạn ơi. Tần trên tuyệt vời luôn. Dài dài tí. Ừ. Ngon lắm. Ngon không? Ngon. Ngon. Cực kỳ ngon luôn. Đây để kiểm tra lửa. Ui mấy thằng đây. Lửa đỏ ấy. Ui đâu. Hãy xem này. Ui thấy chưa. Đỏ thế. Thế mà sáng mình làm nó không ấy được nhỉ. Nước chắc sáng làm lỗi kỹ thuật. Lỗi kỹ thuật. Đúng rồi. À. Làm phát dẻo. Ngon. Cắt cho anh miếng à. Này không. Ờ. Miếng nhỏ lắm. Cay lắm. Mày chú có mang thêm nước không? Không. Ui. Ui, không bao nhiêu nước cay. Cay. Quyền không mang nước gì mà. Quyền. Cay lắm luôn ý. Những cay ăn bánh phê. Ồ, được đấy, chúng mình nó vẫn được. Hay rồi. Rất là ngon luôn các bạn ạ. Mm. À, nếu mà các bạn thấy video hay, like và đăng ký ủng hộ mình nhé. Mình xin hẹn các bạn ở video tiếp theo. Còn bây giờ muộn rồi mình phải về các bạn ạ. Mấy thằng nhóc này hôm nay đi theo mình cả sáng giờ. Ngon luôn, ngon như gì ấy. Bây giờ là hơn 8 giờ rồi. Chắc bọn mình cũng phải về thôi, không thì mai nó đi học. Bố mẹ này mắng.